Phương Quý Chi rất là hào hứng khi được đưa ra cho khán giả một cái bài hát mà Phương Quý Chi rất là tâm huyết từ đầu năm ngoái rồi, và đến hôm nay thì mới được thực hiện, mới được ra mắt đến tất cả những người yêu thương mình. Thì đây là ca khúc Đường Về Quê của nhạc sĩ Hanh Đức Trương, được phối bởi chú Tâm Vinh Nguyễn. Thì phải nói là ca khúc này á, nói cực thì nó không cực thì là không đúng, vì nó đây là những cái điều mà lần đầu tiên Chi mới tự làm, như tự đứng ra làm hết tất cả, và cũng như là ekip nho nhỏ của mình đằng sau thì phải nói là gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà hôm nay á, khi mà được xem được cái bản hoàn chỉnh rồi và được diễn ra cái buổi họp báo ngày hôm nay thì Chi cảm thấy rất là hạnh phúc, và nói chung là nói bị lấp bắp lấp bắp luôn á. Nói chung đây là một cái sản phẩm mà Chi rất là tâm huyết và mong quý vị sẽ đón nhận. Thật ra em rất là may mắn vì trong công ty là Ba Lê đã cho em thử sức làm những cái MV cũng như là những cái mini album tự mình làm rồi. Giống như nếu mọi người có thể thấy trên kênh YouTube của em cũng đã phát hành rất là nhiều, như là Cánh Chè Đêm Của Mẹ hay là Nghĩa Mẹ Tình Cha hay là album 16 Xuân Trăng đều là em tự làm hết. Lúc đó Ba Lê đã góp ý cũng như là đã cho em cơ hội để làm. Thì khi mà bước ra công ty thì làm cái này một mình nữa thì cũng không có gì gọi là quá bỡ ngỡ, nhưng mà tuy nhiên cũng gặp rất là nhiều khó khăn và cũng phải hỏi ý kiến rất là nhiều các cô chú nghệ sĩ một chút. Cái nguyên nhân này thì là em cũng đã nói trên tất cả các nói với các anh chị cũng như là đã nói trên truyền thông một lần rồi, đó là em muốn tự đứng trên đôi chân của mình, muốn thử sức để mình có thể con mình đi được bao xa, cũng như là em với Ba Lê cũng không có vấn đề gì gọi là trở ngại hay đâu có cái gặp khó khăn gì trong mối quan hệ hết, chỉ là giống như con cái thì đã đến lúc cũng phải bước ra khỏi nhà để tự lập. Gặp khó khăn cho MV này thì phải nói là rất là khó khăn nhiều lắm, tại vì gặp rất là nhiều cái sự đầu tiên mà em làm, như là đầu tiên đứng ra sản xuất, đầu tiên kiếm nhà tài trợ, đầu tiên kiếm ekip quay, đầu tiên phải đứng ra làm việc với những chú làm nhạc, và đầu tiên phải đi mời người này người kia, nói chung là những thứ đầu tiên rất là nhiều, và phải nói là em cũng gặp rất là nhiều áp lực. Tại vì là không biết là cái lần đầu tiên này mình làm thì nó có thành công hay không, hay là nó sẽ chuyển hướng sang một cái điều gì đó tiêu cực và xấu đi, thì em cũng không biết, và mình cũng hay đoán lắm, mình cứ ngồi mình cứ suy nghĩ, mình không biết là ra nó sẽ như thế nào. Nhưng mà em nghĩ lại thì không những có em một mình làm mà còn có ý kiến của mình đứng đằng sau nữa, cho nên là mình phải cố gắng rất là nhiều, mình phải làm hết cái khả năng mình có thể làm hay nhất. Và khó khăn thì phải nói là không những là trong lúc mà đang làm MV mà còn trước lúc đó nữa. Như nãy anh Hòa nói là em bị bệnh thủy đậu, thì là trước ngày quay 10 ngày là em bị bệnh thủy đậu, mà bệnh hơn 10 ngày luôn mới hết. Có nghĩa là thường thường người ta bệnh 7 tới 10 ngày thôi, em bệnh 3 tuần em mới hết. Mà tự nhiên lúc đó xui ghê luôn á, tự nhiên sắp quay MV tới nơi cái tự nhiên bệnh thủy đậu, mặt nổi đầy tím tím luôn, cái xong rồi phải gọi cho anh Hòa. Mà cái lòng mình rất là day dứt, tại vì là anh Hòa cũng không phải là một cái người mà gọi là rảnh rỗi, anh cũng rất là bận với lịch trình của mình và ekip của anh cũng vậy, cho nên là tự nhiên vì mình thôi mà phải thay đổi lịch trình, phải thay đổi tất cả mọi thứ, thì mình cảm thấy rất là áy náy. Và cái bữa mà nghe tin là sắp ngày quay tới nơi mà bị bệnh đó thì em khóc rất là nhiều, tại vì lúc đó mình cảm thấy là thật sự lúc đó mình bế tắc luôn á, mình không biết làm gì hết. Trong khi cái mặt này không biết là nó lành rồi thì nó có quay được hay không nữa, không biết là nó có để lại sẹo hay như thế nào, rồi lên hình mình sẽ diễn như thế nào. Nói chung là rất rất nhiều thứ áp lực với em lúc đó. Và cái thứ hai khó khăn nữa đó là tự đấu tranh tư tưởng với mình. Tại vì khi mà em gửi cái demo này á, em gửi cho những người mà thân thương nhất của mình, những người mình tin tưởng nhất, thì các cô chú đều lắc đầu, nói là bài này đơn giản, không có hy vọng đâu, không thể nào làm tốt hơn được nữa. Thì lúc đó mình cảm thấy cái bài này mình rất là tâm huyết, mà khi mà mình gửi cho những người đó nghe thì người ta lại bác bỏ như vậy thì mình cảm thấy rất là hụt hẫng. Sau đó thì con mới tìm đến với chú, thì con mới cảm thấy là có một cái người có thể lắng nghe con và hiểu được, có thể đồng hành cùng con để làm cái bài hát này, thì con cảm thấy rất là may mắn.